biểu của Lý Trong Nhã đã đến tham dự chương trình Vô Tâm Lai của Hiệp hội Người được tổ chức và đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, Nhật Bản là một đất nước kiên cường luôn gắn liền với hình ảnh núi phú sĩ sừng sững tuyết phủ quanh năm cùng với những cảnh hoa anh đào khoe sắc khi xuân về. Quả thật, đất nước Nhật Bản có những nền văn hóa khác nhau như là du lịch, ẩm thực, manga, vân vân đã dần trở nên quen thuộc và gần gũi với những người đam mê cái đẹp và có niềm yêu thích đối với Nhật Bản. Trong đó, điệu nhảy Yoshiboy đang ngày càng được các bạn trẻ Việt Nam yêu mến và đón nhận. Đến với lễ hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc với nền văn hóa của nước bạn và đặc biệt hơn là chúng ta có được sân chơi lành lặn mạnh để mọi người giao lưu và đến gần hơn với điệu nhảy Yoshiboy truyền thống của Nhật Bản. Đây là chương trình biểu diễn giao lưu đầu tiên về Yoshiboy tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo hiệu một làn gió mát từ đất nước mặt trời mọc sẽ thổi bay cái nóng mùa hè và xua tan hết mọi buồn bực mệt nhọc bằng nụ cười trên môi. Do đó chúng ta hãy cùng nhau tham gia và hòa mình vào không khí của chương trình cho đến cuối chương trình nhé các bạn. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu quý vị đại biểu khách mời đã đến tham gia cùng với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Đại diện nhà văn hóa thanh niên, nhạc sĩ Nguyễn Thái Hiệp, phó phòng văn hóa nghệ thuật nhà văn hóa thanh niên. Đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Hạn Chế, chị Nguyễn Kim Trân. Đại diện câu lạc bộ lực lượng trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Nguyên Linh Thảo. Wow. Xin mời đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Hạn Chế, chị Nguyễn Kim Trân. Và đại diện câu lạc bộ nhạc cử trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Nguyên Linh.